Bạn đã thật sự hiểu về Digital Marketing? Đọc ngay cẩm năng định hướng sử dụng các công cụ và hướng dẫn bán hàng online một cách chi tiết nhất. Truy cập ngay atpbook.vn. Lời nhắn từ Giám đốc Facebook Việt Nam Lê Diệp Kiều Trang tới du học sinh. Stop đôi khi chỉ là hào nhoáng, nhưng nếu muốn khởi nghiệp thì hãy cứ làm đi. Lê Diệp Kiều Trang vốn là gương mặt gạo cội trong giới khởi nghiệp công nghệ Việt Nam và tại thung lũng Silicon khi cùng chồng là Sonny Vũ sáng lập Misfit và sau này bán cho Fossil Group với giá 260 triệu đô vào năm 2015. Kiều Trang không chỉ là một mẫu người trẻ tài năng đã khởi nghiệp thành công và là hình mẫu phụ nữ hiện đại lý tưởng của cánh chị em, mà cô còn đóng vai trò là một người truyền cảm hứng cho các bạn trẻ. Cô đã từng có khá nhiều buổi giao lưu và trò chuyện với các bạn sinh viên để chia sẻ những kinh nghiệm khởi nghiệp cũng như những trải nghiệm về cuộc sống của chính mình. Trong chuỗi sự kiện kết nối tuổi trẻ Việt, tại buổi giao lưu với các du học sinh Việt Nam, Lê Diệp Kiều Trang đã có những chia sẻ chân thành với các bạn trẻ về những câu chuyện thật của chính mình nhằm gửi gắm thông điệp hãy cứ sống, cứ làm việc và cứ lựa chọn theo đam mê của chính mình. Cô chia sẻ rằng dù thế nào thì hãy là chính mình. Khi du học sinh quay trở về Việt Nam, càng những bạn học càng giỏi, học những trường danh giá, làm cho những công ty nổi tiếng thì kỳ vọng trên vai càng nặng, bởi lẽ gia đình, bạn bè trông đợi rất nhiều. Tất nhiên những kỳ vọng ấy đáng quý, nhưng đôi khi nhiều kỳ vọng chỉ phù phiếm và chưa chắc là điều mình mong muốn trong đời. Kỳ vọng nhiều khi khiến bạn làm chệch hướng con đường thực sự và hạnh phúc lâu dài bằng một công việc lâu dài mà các bạn yêu thích. Làm stop đôi khi cũng là hào nhoáng. Nhu cầu vật chất mạnh, ai cũng muốn chứng tỏ mình thành công, mà muốn thành công thì nhiều người chọn khoác chiếc áo vật chất để tự tin hơn. Vì vậy, vô tình áp lực đẩy các bạn ra xa thành công hơn là kéo gần hơn tới thành công. Muốn vượt qua áp lực trên thì nên làm ngược lại, hãy sống một cuộc sống vật chất đơn giản nhất, sống tiết kiệm nhất để có nhiều được tự do nhất, để có thể đi theo ước mơ của chính mình. Chỉ có như thế, mình mới không lệ thuộc vào những việc mà mình phải kiếm nhiều tiền, không phải chứng tỏ điều gì đó to lớn. Chính lúc đó, mình sẽ dành hết nhiệt huyết, dành hết năng lượng cho khát khao, cho giấc mơ, và may ra thì mình sẽ thành công. Kiều Trang cũng trả lời câu hỏi mà khá nhiều bạn trẻ băn khoăn: du học sinh về nước có nên khởi nghiệp không? Khởi nghiệp không phải con đường duy nhất, khởi nghiệp cũng không phải là con đường dễ dàng nhất để tiến tới thành công. Tuy nhiên, các bạn hãy cứ khởi nghiệp vì đó là sự thể hiện cao độ nhất cho niềm tin và ước mơ của mình. Nếu bạn có ước mơ như vậy thì hãy khởi nghiệp đi và cảm thấy hạnh phúc vì bạn đã lựa chọn như vậy. Lời cuối cùng mà cô muốn gửi gắm tới các bạn trẻ là: bởi vì con người đủ điên khi nghĩ rằng họ có thể thay đổi thế giới. Vậy nên, hãy thử thay đổi thế giới một lần thử xem sao. Theo Ninh Linh, trí thức trẻ, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Hãy để lại ý kiến của mình bằng cách để lại comment ở phía dưới và subscribe cho kênh để theo dõi những video thú vị tiếp theo. Quảng cáo hiệu quả, giá rẻ bất ngờ. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio @gmail.com, số điện thoại 0964002593.